Xin chào cả nhà, em tiếp tục lên sóng một siêu phẩm lọc khí Daikin vầng trăng, con này mã số 3 các bác nhé. Hàng trắng đẹp như mới tinh, nguyên bản. Những cái hàng này thì nói thật với các bác không có nhiều đâu ạ, chỉ có vài chiếc thôi. Đấy, các bác nào thì có nhu cầu thì các bác alo nhé. Giá cả thì em niêm yết rồi, giá 3,3 triệu bảo hành 1 năm. Bên em bán thì tất cả máy móc hình thức mọi thứ nó như trên hình như clip em bán. Đấy. Còn em sẽ không trả lời câu hỏi các bác là đẹp hay không đâu, thì thực ra nó rất là khó trong cái giới hạn về ranh giới giữa đẹp và xấu. Đấy, còn như em cảm nhận con này thì thực sự là đối với em nó là quá đẹp rồi. Còn có những bác gọi là siêu siêu của kỹ tính thì không nói làm gì nữa, nó rất là khó. Đấy. Còn như con này mà không đẹp nữa thì chắc là không chơi được hàng bãi rồi, thì nó quá đẹp đối với em rồi. Thật sự nguyên bản 100%, gần như là không có vết xước các nhé, gần như không vết xước luôn. Còn nói bạn là không có một vết nào thì thật sự nó hơi quá, nhưng mà gần như là không có. Chiếc này em đã đầu biến áp điện 220V rồi, tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Con này mã số 3 các bác nhé. Màng HEPA thay mới tinh rồi, hai cổ lọc tính điện hai bên này rất đẹp. Đấy, thanh timer khử khuẩn này, toàn bộ trông gần như mới. Cái lô này em có được mấy chiếc đẹp, các bác nào đấy thì các bác alo. Cái nước đầu nó rất là đẹp, cực đẹp luôn nha các bác nhá, không có gì để chê nữa cả, toàn bộ như mới luôn. Một chiếc Daikin vầng trăng đẹp xuất sắc, các bác nào có nhu cầu thì các bác alo nhá. Máy 3,3 triệu bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển. Đấy, đã đổ biến áp rồi, chào các bác.